Nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc rất phong phú đa dạng, khối lượng vận chuyển ngày càng tăng cao, nhưng tàu liên vận giữa hai nước từ năm 2017 đến nay hiệu quả còn hạn chế. Nguyên nhân là do hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa hoàn thiện nên đây cũng là những rào cản lớn nhất trong việc thông thương bằng đường sắt hiện nay. 14 giờ là thời gian vận chuyển hàng hóa từ ga Nam Ninh Trung Quốc đến ga Yên Viên Việt Nam, chỉ bằng 1/3 thời gian vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường biển. Thế nhưng, sau gần 6 năm đi vào hoạt động, tuyến liên vận Hà Nội-Đồng Đăng-Nam Ninh mới chỉ có 3 chuyến một tuần do hạ tầng xuống cấp. Còn Hà Nội-Lào Cai đi Hà Khẩu vào Vân Nam Trung Quốc, tần suất khai thác rất ít do khổ đường ray không tương đồng. Quân Minh đi về Việt Nam, nối thông giữa các tuyến đường sắt đó gặp trở ngại, cho nên ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của cả các phía. Hiện nhu cầu vận chuyển hàng hóa Việt Trung ước tính khoảng 8 đến 9 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên chúng ta mới chỉ đáp ứng được 1/3 khối lượng. Ngoài cái tuyến đường sắt hiện tại chúng ta cần phải nâng cấp để chở các mặt hàng truyền thống như quặng và apatit, thì các cái luồng hàng và khách hàng mới thì cũng cần phải có một cái tuyến đường sắt mới để đảm nhận khoảng 15 triệu hành khách một năm và 18 triệu tấn hàng hóa một năm. Do đó chúng ta cần thiết phải đầu tư sớm cái tuyến đường sắt này. Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một trong các tuyến đường sắt liên vận chủ đạo sẽ là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dài 380 km, đường đôi khổ 1435. Đây là tuyến đường sắt xuyên Á giúp Việt Nam kết nối với Trung Á và châu Âu, giúp Trung Quốc kết nối với ASEAN qua Việt Nam. Tư vấn trong nước cùng phối hợp với tư vấn của Viện Năm Đường sắt Trung Quốc đang lập cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Trong đó cái phương án chúng tôi sẽ đánh giá trên nhu cầu vận tải từ nay đến năm 2030 và từ năm 30 năm 2050 để đưa ra các cái phương án đầu tư tối ưu đảm bảo phát huy hiệu quả của đường sắt. Theo các số liệu đánh giá, các tuyến đường sắt liên vận được xây dựng và đưa vào khai thác sẽ góp phần giúp hai nước Việt Nam Trung Quốc giảm chi phí logistics, giảm giá thành và nâng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.